Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trong video này em sẽ giới thiệu về chiếc xe Toyota Altis bên em phiên bản 1.8G màu đen và báo giá cho anh chị về dòng xe Altis ở thời điểm cuối tháng 12 năm 2022 này và thời điểm đầu tháng 1 năm 2023. Video dành cho anh chị quan tâm xe Altis muốn lấy xe trước Tết. Thì đầu tiên về thông tin của các cái phiên bản xe Altis bên em thì có 3 phiên bản và đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Có 3 phiên bản lần lượt là 1.8G ở trước mặt chúng ta đây. Bản 1.8G có giá niêm yết là 719 triệu ở thời điểm cuối tháng 12 đầu tháng 1 này. Bên em đang giảm cho anh chị là 32 triệu tiền mặt và ngoài ra tặng cho anh chị một gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Thì để chiếc xe này mà để lăn thì anh chị cần chuẩn bị cho em số tiền khoảng 763 triệu. Mà nếu anh chị quan tâm đến vấn đề trả góp thì bên em sẽ hỗ trợ tối đa lên đến 80% giá trị xe. Và số tiền tối thiểu ban đầu anh chị bỏ ra chỉ khoảng tầm 223 triệu thôi. Còn phiên bản thứ hai là phiên bản 1.8V. Thì hai bản nó khác nhau về một chút về ngoại thất, có la răng này. Về khác nhau về bộ Toyota Safety Sense là hai cái trang bị lớn nhất. Thì giá niêm yết của bản 1.8V sẽ có giá là 765 triệu. Và ở thời điểm tháng 12 đầu tháng 1 này thì em đang giảm cho anh chị 43 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Thì chiếc xe này ở thời điểm này lăn bánh ra ngoài đường chỉ khoảng tầm 1.800 một chút thôi, khoảng tầm 810 triệu. Và để trả góp tối thiểu anh chị chuẩn bị giúp em khoảng tầm 240. Còn phiên bản cao cấp nhất, phiên bản 1.8 xăng điện thì sẽ có giá niêm yết là 860 triệu. Và thời điểm này thì em đang giảm cho anh chị là 43 triệu tiền mặt và ngoài ra có tặng thêm cho anh chị một gói phụ kiện 15 triệu nữa. Thì thời điểm hiện tại thì lăn bánh nó sẽ rơi vào khoảng hơn 900 triệu, 908 triệu. Còn để trả góp thì anh chị chuẩn bị giúp em khoảng tầm 270 là đầy đủ rồi. Còn đây là cụ thể vừa rồi thì em đã báo giá cho anh chị với các dòng xe của các phiên bản xe của Altis. Còn hiện tại thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về chi tiết ngoại thất chiếc xe này. Đây là Altis thì trước giờ nó vẫn nổi tiếng với những màu đen. Altis Camry thì đều nổi bật nhất vẫn là màu đen bởi sự sang trọng và chắc chắn của nó. Thì ở đây là phần đầu xe thiết kế mới và được thay đổi rất nhiều so với bản trước. Cụm đèn là được trang bị là đèn bi LED này. Như anh chị thấy ở cái mặt logo này nhé, cái mặt logo này nó sẽ khác với cả bản 1.8V, là 1.8V nó sẽ là dạng logo 3D. Thì cái logo 3D này nó sẽ có cái chức năng là phụ trách cái chức năng trong gói Toyota Safety Sense. Thì phiên bản tiêu chuẩn này sẽ kém phiên bản cao cấp ở những cái đó. Ngoài ra ở phần thân xe, ở phần thân xe thì la răng của nó bản 1.8G sẽ nhỏ hơn so với phiên bản 1.8V 1 inch và chỉ được trang bị là la răng đúc thôi. Còn phiên bản cao cấp thì sẽ được trang bị là la răng khoai xước. Còn ở phần đuôi xe thì không có sự khác biệt nhiều. Ngoài ra ở phần hông bên này thì nó sẽ có cái thông số về mức tiêu thụ nhiên liệu. Thì ở phiên bản này máy 1.8 mà tiêu thụ chưa đến 7 lít trên 100 cây tiếng hỗn hợp. Những cái phiên bản 2022 mới ra mắt của Toyota như Camry hay là Altis mới thay đổi thì đều được tối ưu về cái mức tiêu thụ nhiên liệu. Máy mới, hộp số mới ấy. Và máy thì được cải thiện khỏe hơn, bốc hơn mà lại tiết kiệm hơn. Thì vừa rồi em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán cụ thể của các phiên bản, số tiền trả góp tối thiểu, rồi giá lăn bánh, cũng như là giới thiệu cho anh chị sơ bộ về ngoại thất chiếc xe Toyota Altis phiên bản 1.8G này. Anh chị có thắc mắc gì về cụ thể về giá xe, lịch xe hay các vấn đề về trả góp thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em xin phép là hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.